Bắt sao cả nhà ơi. Đó, hôm nay không có tẻ mà là bào mỏng ra. Xong rồi là xào cả nhà. Tí nữa mới cho thêm phụ gia. Giờ đang xào cho nó chín bắp trước rồi nha. Tại vì bắp nó hơi dài nên phải xào cho nó chín trước. Mưa gió cả nhà ơi. Bày ra món ăn. Tiện quay luôn video. Cả nhà xem nhé, ủng hộ cho mình cái like, cái subscribe. Nếu mà rộng lượng nữa thì share luôn nhé cả nhà. Xào xúc xích riêng ra cả nhà. Cho nó khô xúc xích đi ấy, ăn cho nó ngon đấy cả nhà. Cho chung vào thì xúc xích nó không khô được. Cho tép khô vào cả nhà, tép sấy ấy cả nhà. Cho dăm bông gà vào. Đảo đều. Wow, nhìn ngon nhỉ. Nhìn ngon quá. Cho một tí tương cà chua vào nhé cả nhà. Tí thôi. Được rồi. Trộn đều. Cho hành phi nhé cả nhà. Rồi, đảo đây. Wow, nhìn ngon quá. Cho nước mắm bên này. Thôi không. Nhiều quá. Nhiều quá. Không có cho bên xúc xích cả nhà. Xúc xích nó có vị mặn của xúc xích rồi. Cho bên bắp này nha. Đó, cho vào bắp luôn nhé cả nhà. Cho vào trong bắp. Hấp dẫn rồi, nhìn đã thấy hấp dẫn rồi. Wow. Thì hành lá ngon. Có hành lá với ngò đấy, ngon đó cả nhà. Mưa gió không đi chợ được. Cái này là đồ tồn đọng ở trong tủ lôi ra đấy cả nhà. Đồ tồn đọng ở trong tủ. Mưa buồn miệng. Đấy là lôi ra chế biến món ăn rồi. Đây là món ăn vặt. Để mà ăn sáng cũng được luôn đấy cả nhà. Nó còn đòi cho ớt nữa. Cho một quả ớt nhé cả nhà. Này tùy theo khẩu vị. Không ăn ớt thì không cho ớt. Mà con em nó cứ đòi ăn ớt. Nên là cắt ớt cả nhà. Cắt một quả ớt.
Đã hoàn thành xong món bắp xào cả nhà. Bắp xào ăn ngày mưa. Đó, cả nhà thấy ngon không? Quá xa là ngon luôn. Đó. Nhìn hấp dẫn chưa? Trái chiếu đi. Thiếu hành ngon nữa cả nhà. Có hành ngon nữa thì là ngon luôn rồi. Quá tuyệt vời luôn. Mời cả nhà ăn với gia đình mình nhé cả nhà. Hấp dẫn quá cả nhà ơi. Để mình ăn xong rồi là mình sẽ nêu cảm nghĩ nó như thế nào. Đây cả nhà. Ngon lắm luôn đó cả nhà. Có mùi vị xúc xích, dăm bông gà, hành phi, ớt cay, một chút nước mắm nữa. Béo béo ngại ngại của đây mayonnaise cả nhà, béo béo ngại ngại của mayonnaise. Xong là mùi thơm của bơ nữa cả nhà. Tóm lại là nó gần giống như mùi bánh trưng cút bữa trước mình làm đó cả nhà. Ngon lắm, ngon đấy cả nhà. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ ngon miệng. Bye bye. Thank you.